Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog của mình. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm, cũng như để cập nhật khi những mẫu xe mới về theo ngày tháng anh em nhé. Thì trước mắt anh em là con Honda Supreme ạ. Xe sản xuất năm 2004 nha mọi người. Tình trạng xe là máy móc im xin, đầu lòng bao bít anh em nhé. Xe này là còn khá liền lạc ạ, chủ xe còn cái cả kiến giờ rổ ạ. Đầu tiên thì mình sẽ đi một vòng để cho anh em tham khảo nhé. Mẫu xe này có thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ bền bỉ, rất được anh em ưa chuộng nha mọi người.
Bô xe này chủ xe có thay lại bô xe của đời trước nha mọi người. Bô cũng là bô hãng luôn nhé. Kích đạp là còn đẹp xin theo xe à. Bô xe là mới xin của hãng anh em nhé. Phổ còn rất đẹp anh em nhé. Gấp là nguyên xin theo xe. Đây là chạy chỉ nha mọi người. Ốc tán xe này là khá xe, chắc gan, cái chân còn rất sáng nha mọi người. Lốp hộp là đẹp zin theo xe anh em nhé, tem là zin nhé. Sườn là đẹp zin theo xe à. Còn bấm điện của hãng nha mọi người. Cản zin theo xe còn rất đẹp anh em nhé. Mặt sườn bên đây cũng rất đẹp ạ. Sườn là chưa sơn lại nha mọi người. Bên mình là bao zin nhé. Bạc cấp, bạc cạc te là đẹp nguyên zin ạ. Cạc te chỉ có sửa sóng nhẹ thôi nha mọi người. Cạc te chỉ sửa nhẹ phần sóng thôi nha mọi người. Còn lại là nguyên zin nhé. Ốc tán là còn khá xe nha anh em. Về phần lốc máy thì lốc máy đã có sửa nhẹ rồi nha mọi người. Đuôi cá còn zin nhé. Bửng zin là có rất đẹp ạ. Hơi bị ngã vàng khúc này ạ.
Về phần bánh trước thì dành và cam trước là riêng cho xe nha anh em. Đùm trên xe cũng là nguyên zin ạ. Đùm của đẹp anh em nhé. Về phần đèn cài trước thì có sửa nhẹ nha mọi người. Cái nào có sửa mà mình nhìn thấy được thì mình sẽ nói cho mọi người nghe nhé. Nhưng mà sửa khéo nha mọi người. Đây ạ. Dành cam là đẹp. Cam là còn màu nha mọi người. Đầu lồng là 4 con ốc đầu sắt cạnh nha anh em. Đầu lồng sạch sẽ khô ráo nha. Đây ạ. Mình sẽ xôm dần hơn cho anh em thấy nha. Phần dưới là sạch sẽ khô ráo nha mọi người. Đầu lồng là im, máy móc là im zin, đầu lồng bao bít anh em nhé. Phần lốp nồi đây cũng có sửa nhẹ nha mọi người. Bạc đường xa là nguyên zin anh em nhé. Cam là còn màu nha mọi người. Cam sành là cam dành là zin cho xe anh em nhé. Mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ạ. Xe cho tới nổ rất im anh em nhé.
Mình sẽ mở yên ga để anh em cùng tham khảo nhé. Bình xăng là đẹp nguyên zin nha mọi người. Phần này bị chạy chỉ à. Trước cũng là đẹp trên xe anh nhé. Mặt nạ xe cũng là nguyên zin anh. Thank you.
đầu lồng là các con ốc, ốc là còn sắc cạnh nha anh em. Sơn sườn xe này còn rất đẹp ạ. Đầu lòng này là bên tiệm mình là chưa qua rửa thuốc nha mọi người. Mua là có sao đó vậy nha mọi người. Bốn góc đầu là còn nguyên nha mọi người. Ốc đầu này quá đẹp ạ. Mình sẽ quay thật kỹ từng chi tiết bên trong sườn để cho anh em dễ hình dung nhé. Sườn này còn khá đẹp nha anh em. Mình xem con là nguyên xin theo xe ạ.
Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.